Gigantopithecus vs Archelaus, con nào sẽ thắng? Hello các bạn, mình là admin nghiêm túc của kênh Bạn Có Biết. Hôm nay admin cũng khá xấu trai, sẽ phải nhường chỗ cho mình bình luận. Trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra giữa hai con vật rất mạnh thời tiền sử, giả nhân Gigantopithecus và gấu mặt ngắn Archelaus. Gigantopithecus là một chi vượn người tồn tại từ 9 triệu năm cho đến 100.000 năm trước ở khu vực ngày nay là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Nó được cho là đi bằng 4 chân và ăn cỏ, chủ yếu ăn tre, có thể cộng với trái cây theo mùa. Gigantopithecus blacki là loài to lớn nhất trong số các loài vượn người trong lịch sử, với chiều cao khi đứng thẳng đạt tới 3 mét và cân nặng tới 540 kg. Ta thấy Gigantor có kích thước rất khủng, tuy nhiên nó vẫn khá nhỏ nếu so với đối thủ của mình. Gấu mặt ngắn Archelaus là loài gấu lớn nhất và cũng là loài thú có vú ăn thịt lớn nhất từng tồn tại ở trên cạn. Chúng sống cách đây 800.000 tới 12.500 năm trước tại đại lục Bắc Mỹ. Như vậy, hai loài này sống ở hai nơi khác nhau và sẽ không có chuyện chúng đối đầu nhau trong quá khứ. Archelaus cũng là phân loài gấu mặt ngắn lớn nhất, nặng từ 900 tới 957 kg, cao 1,5 tới 1,8 mét khi đi bằng 4 chân và cao từ 3,4 tới 3,7 mét nếu đứng thẳng bằng chân sau. Như vậy, nó có kích thước thậm chí gần gấp đôi so với loài Gigantopithecus. Gigantor ăn thực vật cứng như tre trúc, vì thế răng của nó rất cứng và khỏe. Lực cắn của nó có thể đạt tới 1 tấn trên 1 inch vuông. Tuy nhiên răng của nó không sắc nhọn được như các loài ăn thịt. Còn Archelaus có răng to và dài hơn so với của gấu Kodiak ngày nay. Lực cắn của nó cũng đạt tới 908 kg trên 1 inch vuông. Tốc độ chạy của Gigantor đạt khoảng 40 km/h. Trong khi đó, tốc độ chạy của Archelaus có thể đạt từ 50 tới 70 cây số trên giờ. Chân của nó thon và dài cho phép nó rượt đuổi con mồi ở tốc độ cao giống như loài báo gepard vậy. Con mồi của nó bao gồm các loài như ngựa hoang, linh dương saga, thậm chí cả lười khổng lồ. Gigantor có thân hình rất lực lưỡng, cú đấm của nó theo mình có thể đạt 2 tấn trên 1 inch vuông. Con gấu mặt ngắn cũng có phần thân trước rất khỏe. Móng vuốt của nó dài tới 20 cm. Cú tát của nó có thể thọc sâu đến tận xương của đối thủ. Như vậy, điểm yếu của Gigantor là có hàm răng không được sắc bén, không có móng vuốt sắc nhọn, kích thước nhỏ hơn đối thủ khá nhiều. Điểm mạnh là có lực cắn mạnh, đôi bàn tay siêu khỏe và có cú đấm rất mạnh, dễ duy trì tư thế đứng thẳng hơn so với gấu mặt ngắn. Điểm bất lợi của gấu mặt ngắn là khó duy trì tư thế đứng thẳng. Điểm mạnh là nhanh nhẹn hơn, to lớn hơn, cao hơn nếu đứng thẳng, hung dữ hơn. Ngoài ra, nó còn có nhiều vũ khí lợi hại như hàm khỏe, răng to và sắc, móng vuốt rất dài và nguy hiểm. Dựa vào những phân tích vừa rồi thì rõ ràng là gấu mặt ngắn sẽ có nhiều lợi thế để giành chiến thắng hơn so với Gigantor. Tỷ lệ thắng của nó sẽ là 70% và của giả nhân là 30%. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình và comment tên đấu thủ sẽ thắng nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.